Khi lâm đến với chạy bộ, nó không hề dễ dàng. Thì bản thân một người mà ở độ tuổi của Lâm á, mà thời đó mà đầu đại học thôi, đừng có suy nghĩ là cái trường nào hoặc là dân lập hay là miễn sao có đầu đại học, đó là một cái niềm vui, niềm tự hào rồi. Nhưng mình chấp nhận bỏ thì tất nhiên về phía gia đình, bạn bè cũng có những lời khuyên và những cái trách móc. Nhưng rồi mình vẫn hướng về mục tiêu của mình. Thì trong quá trình đến với 20 năm thì Lâm không hề gọi là đơn giản. Tại vì nó sẽ, chấn thương nó luôn dẫn đến đối với Lâm. Khi mà mình chưa có những cái nền tảng và chưa có những cái kinh nghiệm, cũng chưa có những kỹ thuật để giúp cho mình tối ưu, rồi đến giờ đó mình phải biết chắc chắn mình ăn không được rồi. Nhưng phải giống như là mình thật sự mà nói lúc đó ăn cơm thấy ngon gì đâu, mệt, nên là luôn 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 coi như là mình đang nhai rơm và cứ nhồi chạy cực khổ, ăn là một cực hình. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay tôi sẽ dành tặng cho các bạn một món quà, đó là một buổi phỏng vấn của tôi đối với lại dị nhân làng chạy bộ Nguyễn Văn Long. Tại sao tôi lại gọi là dị nhân làng chạy bộ Nguyễn Văn Long? Là bởi vì Nguyễn Văn Long là một trong những vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp, rồi bây giờ trở thành vận động viên phong trào. Nhưng những cái bước chạy, những cái hành trình tinh thần thể thao, tinh thần chạy bộ của anh đã thực sự rất là lan tỏa đến cộng đồng, không chỉ đối với lại những vận động viên chuyên nghiệp mà còn là những người vận động viên phong trào muốn bắt đầu tham gia chinh phục thử thách marathon và đặc biệt là cải thiện sức khỏe của bản thân. Long được gọi là dị nhân là bởi vì anh luôn luôn truyền cảm hứng cho mọi người với những cái hành trình chạy bộ mà thực sự trong suốt 20 năm vừa qua đã khiến cho những người đam mê bộ môn chạy bộ cũng như nâng cao sức khỏe của bản thân cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Long đã tham gia hai lần chạy xuyên Việt, lần đầu tiên vào năm 2022 với một cái hành trình từ mũi Trà Cổ Móng Cái tới mũi Cà Mau, điểm cực cuối của Tổ quốc, với một cái hành trình nó vào khoảng hơn 1.800 cây, đúng không ạ? Và trong vòng từ ngày 10 tháng 4 năm 2022 tới ngày 13 tháng 5 2022. Và chưa hết, trong năm 2024 này, Long đã vừa chinh phục một cái hành trình lần thứ hai xuyên Việt với cái đôi chân trần, chạy bộ liên tiếp khoảng gần 100 cây mỗi ngày với hành trình 1.800 km từ Hà Nội vào Sài Gòn từ ngày 14 tháng 4 và kết thúc ở Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 kỷ niệm cái ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Thì hôm nay kênh Thái Phạm rất vui được đón tiếp Nguyễn Văn Long, dị nhân của làng chạy bộ. Xin chào em đối với lại kênh. Dạ, em chào anh và chào các bạn xem chương trình. Ok. Giới thiệu về Nguyễn Văn Long như vậy thì chắc hẳn là mọi người cũng rất là tò mò tại sao Nguyễn Văn Long lại đến với chạy bộ, và Long có thể chia sẻ và giới thiệu sơ bộ về bản thân mình cũng như là cái hành trình tìm kiếm cái đam mê, hành trình của mình trong suốt cái thời gian 20 năm vừa rồi không? Thì Long tự giới thiệu về bản thân một tí. Long là người con sinh ra và lớn lên tại phố núi Pleiku, Gia Lai. Bản thân Long sau khi đến với chạy bộ thì có những cái biệt danh mà mọi người cũng như báo chí dành cho Long, đó là Long Marathon, sau đó đến là Long Dị Nhân. Thì bản thân Long đến với marathon, cự ly marathon là 20 năm. Thì khi Long đến với chạy bộ thì Long muốn có sự thay đổi, thay đổi về cái tương lai cho mình và thay đổi cái sự lựa chọn của mình để mà hướng đến bản thân, để mà sống cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn ở đây có nghĩa là Long cũng không muốn mình phải sống một cảnh giống kiểu là cứ lao động mãi. Tại sao mình không suy nghĩ mình có những cái cuộc sống tốt đẹp hơn, làm được nhiều điều tốt hơn, có ý nghĩa cho xã hội. Thì khi đó thì Long đã chấp nhận bỏ học đại học để đến với cái quyết định của mình là đến với chạy bộ. Quyết định và kì. May mắn rằng là Long đã với mục tiêu
và may mắn ở đây là Lâm đã gặp một người thầy vừa có tâm nhưng mà vừa có chuyên môn, đã bảo lãnh cũng giúp Lâm đến với chạy bộ để mà trao dồi cho Lâm những cái mà tốt nhất để Lâm đến với marathon, và đến bây giờ là đã được 20 năm. Chính vì những cái yếu tố đó giúp Lâm có cái sự tự tin và thực hiện những gì mà mình có được. Cũng giống như là mỗi người sinh ra đều có một công việc, một cái sứ mệnh của mình. Thì sau nhiều năm thì Lâm mới nhận ra rằng hãy làm tốt công việc của mình và với sứ mệnh của mình được giao. Và hãy cố gắng làm tốt hết có thể với khả năng của mình. Và Lâm đã đang làm điều đó. Và rất là may mắn khi mà Lâm trên con đường đi của Lâm thì có rất nhiều anh chị em ủng hộ, đặc biệt là cộng đồng runner đã tin tưởng và yêu thương và bảo vệ Lâm để Lâm có thể là tự tin bước trên con đường mình đã chọn cũng như là cái sứ mệnh của mình được giao. Trong suốt 20 năm em tham gia vào cái hành trình chạy bộ và tham gia vào được gọi là Long Marathon này, nhiều người đặt em là Long Chocola này, nhưng mà anh Thái thì rất thích gọi em là dị nhân, bởi vì những cái điều em làm đối với môn chạy bộ có lẽ là tại Việt Nam anh nói là second to none, tức là có một không hai. Vì anh nghĩ rằng là để tham gia và chạy xuyên Việt trong cái thời tiết trên 37 đến 42 độ C giữa trưa nắng thì có lẽ là không phải là vấn đề về sức khỏe, sức bền, mà nó là một cái sự cam kết và sự hy sinh rất lớn. Thế thì có những lúc nào mà trong 20 năm đó em có thể chia sẻ hơn cho khán giả của kênh biết là tại sao em tìm thấy cái đam mê của mình với bản thân, với chạy bộ, và ngoài cái chuyện là mình tìm kiếm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn như em nói, và những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống của em khi em theo đuổi cái bộ môn mà chạy bộ này một cách chuyên nghiệp. Thì khi Lâm đến với chạy bộ nó không hề dễ dàng. Thì bản thân một người mà ở độ tuổi của Lâm á, mà thời đó mà đầu đại học thôi, đừng có suy nghĩ là cái trường nào hoặc là dân lập hay là miễn sao có đầu đại học là đó là một cái niềm vui, niềm tự hào rồi. Nhưng mình chấp nhận bỏ thì tất nhiên về phía gia đình, bạn bè cũng có những lời khuyên và những cái trách móc, nhưng rồi mình vẫn hướng về mục tiêu của mình. Thì trong quá trình đến với 20 năm thì Lâm không hề gọi là đơn giản, tại vì nó sẽ chấn thương, nó luôn dẫn đến đối với Lâm khi mà mình chưa có những cái nền tảng và chưa có những cái kinh nghiệm, cũng chưa có những kỹ thuật để giúp cho mình tối ưu để phù hợp, thì mình cũng phải vượt qua những lúc tâm lý chấn thương, áp lực về thành tích, rồi cũng vượt qua. Và Lâm sau khi mà ra trường sau 4 năm đại học là vừa Lâm vừa chơi đỉnh cao mà vừa học đại học luôn. Thì khi mà ra trường thì Lâm cũng có chọn cho mình những công việc, cũng từng đi dạy aerobic mầm non giúp, rồi dạy những bé tự kỷ. Thì mình cảm nhận và mình phải từ bỏ những công việc đó để hướng đến với cái việc mà mình nắm thế mạnh nhất. Thì khi đó mình mạnh nhất, mình yêu nó nhất thì mình mới vượt qua những cái khó khăn đó. Từ đó thì Lâm tập trung lại với chạy bộ và mình phát huy hết cái khả năng thế mạnh để mình vượt qua. Và cũng may mắn là Lâm đã vượt qua những cái khó khăn đó. Vì mình yêu thì mình mới đủ cái tâm trí, dành thể lực, thời gian và cả ý chí và quyết tâm, mình mới vượt qua những cái khó khăn đó. Khó khăn mà em kể thế có thể là khó khăn về tài chính rồi sự ủng hộ của gia đình, như vậy thì những cái đó thì nó không thể nói bằng lời trong vòng một hai câu, nhưng mà cái cảm nhận của em như thế nào trong cái quá trình, anh chỉ hỏi về cái feel, cái cảm nhận của em thôi. Thật sự có những lúc mình bế tắc về suy nghĩ và mục tiêu, nó bế tắc rất là nhiều thứ, nhưng để rồi mình cảm thấy rằng hãy sống cho hiện tại và tương lai, và mình cố gắng sống tốt nhất có thể và làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Và mình cảm thấy vui
vui về những việc mình đang làm. Bởi vì anh nghĩ là để mà toàn tâm theo đuổi cái chạy bộ nó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Mà ở Việt Nam thì chạy bộ nó chưa phải được gọi là một cái nghề để mà có tiền lương hàng tháng, được Mạnh Thường Quân hay là một cái tổ chức nào đó họ trả lương, đúng không? Mà đa phần là mình phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Thì cái áp lực về cơm áo gạo tiền chắc chắn là nó sẽ, theo anh cảm nhận là nó sẽ bị đè nặng. Thì em vượt qua được cái đó thì chắc là phải có sự ủng hộ của gia đình, vợ và các bà con. Thì anh nghĩ là em có thể chia sẻ những cái up and down trong cái cuộc sống. Cái này để cho mọi người có thêm những cái góc nhìn. Nhiều người sẽ bảo rằng để đến với thành công mình phải có một cái gọi là hậu phương. Nhưng thực chất á, nó chỉ là một khía cạnh nào đó thôi. Nhưng chính bản thân mình mới là cái yếu tố quyết định. Tại vì cái quyết định của mình nó mới giúp mình thấy được rằng là mình thất bại ở đâu, và mình bị vướng ở đâu, và mình cần phải vượt qua nó. Chứ còn khi mà mình kêu là có một cái hậu thuẫn, nó sẽ làm cho cái tinh thần mình nó không được cái độ quyết tâm, và nó không dùng cái gọi là cái nội lực trong cơ thể mình. Tại vì mình sẽ nói rằng là ôi không sao, thì mình cũng đã có cái đường hậu rồi. Thì khi mà mình để tạo cho mình một cái điều mà mình phải bản thân mình phải vượt qua, không ai giúp cho mình được, thì nó mới là cái bền vững. Tức là Long chia sẻ là phải có một cái mục tiêu và cái động cơ ở phía bên trong của mình, đúng không em? Dạ. Còn khi mà mình chỉ cần ý lại, chắc chắn là có những lúc nó áp lực đè tới, nó sẽ làm mình gục ngã. Thì khi đó mình sẽ không có tìm ra cái nguồn năng lượng tích cực và cái niềm vui trong đó. Tại vì khi mình cảm thấy mình đã làm được điều đó tốt, thì mình cố gắng phát huy điều đó lên. Thì khi đó mình mới vượt qua những lúc tại sao mình làm điều đó. Nó sẽ đặt ra trong đầu mình hai yếu tố, thôi nghỉ đi, xong mình lại có một cái trong đầu lý do gì để mình làm điều đó. Thì nó tăng cái động lực để mình làm tốt hơn, để mà vượt qua những áp lực, những cái căng thẳng đó. Thì từ bản thân mình chứ không ai tự giúp đỡ mình được. Tức là mình trải qua những cái giai đoạn mà lên xuống của cảm xúc, của hoàn cảnh, nhưng mà chính bản thân mình là cái người vượt qua nó. Cho anh Thái hỏi một câu là cái động lực nào và cái nguyên nhân nào khiến em muốn là tổ chức chạy lại cái giải, gọi không phải giải mà cái cuộc xuyên Việt từ Hà Nội về đến Hồ Chí Minh một lần nữa vào cái lần 2 năm 2024 này. Bởi vì anh đã quan sát em, bởi vì em đã chạy xuyên Việt từ Trà Cổ xuống Cà Mau năm 2022 rồi. Đây là một cái hành trình vô cùng gian khó, và phải nói là để mà dũng cảm làm lại một lần thì không có nhiều người dám làm. Thì cái mục tiêu, cái lý do, cái động lực nào khiến cho em làm chuyện đó? Thì mọi người đã thấy là cái chương trình của Long á, vừa chạy xuyên Việt vừa gây quỹ. Thì cái quỹ lấy cái tên là áo ấm cho em. Thì tất nhiên có lý do để mà Long chọn quỹ áo ấm cho em và thực hiện chương trình. Thì hành trình xuyên Việt mùa 1 cũng là cái tiêu đề là sẻ chia và kết nối. Cũng mong muốn rằng với cái việc mình làm, với cái ý chí tinh thần mình làm, để mà tạo cái động lực cho mọi người đến với chạy bộ, để mà gắn kết cộng đồng runner cả nước lại với nhau một cách gần gũi hơn, và cùng xây dựng, cùng phát triển. Và bên cạnh đó mỗi người một tay để giúp cho những trẻ em nghèo gặp khó khăn có cơ hội đến trường. Thì đó, sau khi mình Long hoàn thành xuyên Việt mùa 1 xong, thì mùa 2 thì Long suy nghĩ rằng tại sao khi mình còn có thể, tại sao mình không làm để sau này mình không phải hối tiếc khi mình không làm những điều đó. Và Long cảm thấy rằng khi mà chọn quỹ áo ấm cho em á, thì đây là một chương trình mà Long đã xây dựng từ 2021, khi mà mùa dịch 2021 vừa kết thúc xong. Là em đã làm cái đó rồi. Là Long đã làm
với mong muốn đầu tiên là Lâm muốn xây dựng phong trào chạy bộ ở Gia Lai phát triển hơn sau mùa dịch, và bên cạnh đó là cũng có một cái quỹ gì đó để giúp cho những trẻ em mồ côi, bệnh tật, khó khăn ở Gia Lai có thêm một cái nguồn năng lượng tích cực, một niềm hy vọng. Mình không thể có thể làm được nhiều, nhưng ít nhất mình cũng tạo cho một cái niềm hy vọng nào đó. Thì Long mới tạo ra cái quỹ là áo ấm cho em. Thì cũng chính vì cái chương trình đó mà nó đã thôi thúc Long đến với hành trình xuyên Việt mùa 1. Và sau thời gian mình cảm thấy rằng là chương trình áo ấm cho em diễn ra hàng năm. Thì tại sao mình không lấy cái quỹ áo ấm cho em để giúp cho những trẻ em nghèo khó khăn mồ côi tại Gia Lai. Thì bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên ở Pleiku Gia Lai, là nơi đã cho Long những bước chạy đầu tiên để đến với chạy bộ, và cho đến ngày hôm nay thì mình cũng muốn lan tỏa cái thông điệp chạy bộ sống vui, sống khỏe và gắn kết. Và bên cạnh phải đem lại một cái quỹ gì đó để giúp cho em, thì Long cũng chọn quỹ áo ấm để cho mọi người biết về một cái chương trình, một cái quỹ để mà giúp đỡ những trẻ em. Tuyệt vời. Thì Long mới thực hiện cái chương trình xuyên Việt lần 2. Thì tất nhiên mỗi một chương trình đưa ra Long đều có mục tiêu và cái mục tiêu để mình hướng đến. Thì Long đã chọn mục tiêu cho mình là 20 ngày. 20 ngày. Để mà có mục tiêu để mình hướng đến. Và Long cũng muốn là chọn địa điểm đó là xuất phát là thủ đô Hà Nội, để về Dinh Độc Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4. Nghĩ rất ý nghĩa. Ý nghĩa. Vậy thì thực tế là các bạn biết rồi, chạy 20 ngày và 1800 km, tức là gần 90, khoảng 90 km bình quân một ngày không dễ dàng. Các bạn biết là như rất nhiều vận động viên thi 42 cây mà chạy xong á là phải nghỉ 2 tuần mới hồi phục được. Nhưng Long đúng nghĩa là một dị nhân, khi mà chạy liên tục 20 ngày liên tiếp, cứ ngày ít nhất là bao nhiêu cây? 7-8 cây là bao nhiêu cây? Ngày mà nếu mà chính thức mà chạy á, ngày ít nhất á là 30 cây. 30 cây. Có một ngày thì nhiều nhất, nhiều nhất là 102 cây 61. Ồ, thật là phi thường và kinh dị. Anh hãy hỏi là cái quá trình em tập luyện và chuẩn bị cho cái hành trình xuyên Việt lần 2 này nó diễn ra trong bao lâu, và em đã chuẩn bị như thế nào, có thể chia sẻ với mọi người không? Từ một cái kế hoạch, thành ra là có ý tưởng là khi nào có ý tưởng? Mùa 2 là đã có sau từ lúc mùa 1, trước mùa 1 đã có suy nghĩ là mình sẽ thực hiện mùa 1 và mùa 2 và mùa 3, mùa 4. Ôi rồi. Thì hồi đó thì cứ nghĩ là khoảng chừng 2 năm, 3 năm mình làm một lần. Ok. Thì sau mùa 1 thì mình cũng đã thấy ra những cái sự chuẩn bị. Gì chưa được thì mình chuẩn bị tốt hơn. Và đến cái xuyên Việt lần 2 thì bản thân Long đã lên một cái kế hoạch. Cho đến khi mà thực hiện là gần 1 năm. 1 năm. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Training hàng ngày. Đầu tiên là mình phải truyền thông về chương trình. Và trong quá trình truyền thông đó thì mình phải lên các cái khâu về xin tài trợ, lộ trình, người số km và bài tập. Thì từ đó thì từ 2023 trở đi là Long tập trung thi đấu nhiều hơn. Vì Long không có gọi là thời gian như mọi người. Tại vì đối với Long đó là còn chạy bộ vừa là công việc nữa. Nên là lấy giải làm tập. Thì Long sẽ thi đấu nhiều hơn. Và sự chuẩn bị đó trong quá trình tập luyện, thì mình phải đầu tiên mình phải thấy cái điều gì mà khó khăn nhất trên đường chạy. Thì mình tập trung vào điều đó. Thì Long đã tập nhiều hơn. Thì tất nhiên cái khả năng khối lượng thì mình nó tăng lên, sức bền tăng lên. Và bên cạnh đó Long tập thời gian nắng còn nhiều hơn giai đoạn crazy mùa 1. Thì gần như là mọi thứ nó thể lực đều tốt và tinh thần và mọi thứ đều tốt, thì tất nhiên
nhưng vào thực tế nó có những cái khó khăn. Thí dụ như, vì anh biết là em tham gia, trước khi em chạy xuyên Việt, em tham gia giải Ultra Marathon ở Thái Lan, em giành chức vô địch. Và em cũng tham gia khá là nhiều những giải chạy 42 cây tại Việt Nam, như em nói, để vừa thi đấu, vừa có thành tích, vừa tập luyện. Thế thì bình quân một tháng ấy, cái số km em chạy là bao nhiêu trong cái quá trình mà 10 tháng, 12 tháng trước khi em chạy xuyên Việt lần 2? Thật sự mà đối với Long á, số km là không tính được. Không tính được. Không phải là quá nhiều mà tính không được. Mà mình không biết tính làm sao đó. Tại vì... Chứ 500 cây, 600 cây hay là... Nó sẽ không đi vào số km. Tại vì thời gian là Long là đi huấn luyện. Ok. Nên là... mình không thể nào mà tính cái bay chậm vào khối lượng của mình. Ồ. Mà mình chỉ tính vào những cái bài mà mình thấy cần thiết nhất. Bài chất lượng. Bài chất lượng. Thì bài chất lượng đó thì nó nằm trong cả thi đấu. À chà. Nên mình phải tính toán và xác định từng giải chạy để mà điểm rơi hoặc là nó tập quấn. Giống như để mà xác định mục tiêu 2024. Thì 2023 thì Long đã có lên một kế hoạch và mục tiêu cho mình là 3 mục tiêu chính. Đó là 100 cây road ở bên Thái Lan và báo Tiền Phong và xuyên Việt. Thì Long biết rằng là ba mục tiêu đó nó rất là gần nhau, nhưng mình phải bổ trợ. Thì lúc đó thì 100 cây Thái Lan thì Long đã, trong quá trình tập luyện thì đã mất 3 kg. 3 kg. Quá kinh khủng. Người đã khô vậy rồi mà còn mất. Thật sự là khi mà em tập 100 cây bên Thái xong thì về em bắt đầu hồi lại, bắt đầu lên ký lại. Và em đã hoàn thành mục tiêu chính là, và em đã vô địch và phá kỷ lục của em luôn, 100 cây. Bao nhiêu giờ nhỉ? Như là 7 tiếng mấy vậy? 7 tiếng 34. Crazy. Thì tiếp theo mục tiêu thứ hai là giải báo Tiền Phong. Và cũng cố gắng là bảo vệ chức vô địch. Và cũng may mắn là đã mục tiêu thứ hai cũng đã đạt được. Và chỉ còn mục tiêu cuối cùng đó là xuyên Việt. 2:38 hay 2:28 nhỉ? 2:38. 38 phút. Nhất phong trào, nhất lứa tuổi. Rất ngưỡng mộ. Thì, còn xuyên Việt nữa cũng hoàn thành. Xuyên Việt thì đúng là mình đã chuẩn bị. Thì tinh thần mình đã biết trước rồi. Thì sự chuẩn bị đó nó cũng giúp cho mình sự tự tin. Nhưng mà... Vậy cái khó khăn nhất là gì? Thấy em rất là lưỡng lự mà thì cái khó khăn nhất giữa cái thực tế với lại cái kế hoạch của em nó có cái sự chênh lệch gì là em cảm thấy nó bất ngờ nhất với em trong cái hành trình này? Thật sự là khi mà cái chương trình xuyên Việt Long đã post Facebook từ tháng 5 2023 thì thông tin đó đã mọi người đã biết rồi, và Long trong thời gian đó thì Long đi xin tài trợ. Nhưng mà trong quá trình chuẩn bị thì nó có những cái rắc rối diễn ra khiến số lượng đơn vị tài trợ không còn nhiều và cũng không còn được cái gọi là tài trợ nhiều về kinh phí. Thì nó cũng tạo cho mình một cái áp lực lo lắng. Nhưng mà mình từ cái đó mình phải biến thành ra cái động lực. Rồi thời tiết, khi mà mình đã chuẩn bị tốt nhất về thời tiết rồi thì Long đã bị bất ngờ và bị đánh gục bởi thời tiết. Khi mà ngày thứ 3 thực hiện thì Long đã bị đánh gục thật sự. Và nó khiến cho Long phải thay đổi kế hoạch lộ trình lại và có một cái điều chỉnh. Cho nên dù là mục tiêu mình đề ra là trong vòng 20 ngày thì ngày thứ 3 mình thấy cảm thấy là nó dội, có sức khỏe vấn đề khi mà gặp thời tiết. Thì nắng nóng, độ ẩm cao, rồi là cái rơi đúng thời điểm mà gay gắt nhất, là El Nino. Nó làm cho không khí và nó làm lượng oxy rất ít. Thì nó đã làm cho Long dội, nhưng mà Long nghĩ là đường còn dài. Nên Long đã quyết định dừng lại sớm hơn dự kiến của ngày thứ 3. Là quãng đấy là ở Thanh Hóa hay là đâu? Ở Nghệ An. Nghệ An. Thì Long đã quyết định là dừng lại sớm hơn 8 cây số so với mục tiêu đề ra trong ngày. Và nó cũng làm ảnh hưởng khi hôm đó, chiều hôm đó thì Long cũng bị cảm lạnh. Lạnh luôn. Nên là Long quyết định là
buổi sáng ngày hôm sau của ngày thứ tư sẽ nghỉ, rồi để chiều cũng là mình để coi thì khả năng hồi phục và cơ thể mình thích nghi như thế nào lại. Tại vì thời tiết nó thất thường lắm, nên Long đã quyết định, một cái quyết định đó nó có thể gọi là ảnh hưởng đến rất là nhiều trong lộ trình tiếp theo. Bởi vì mình phải chạy nhiều hơn cái khối lượng thì, vào những ngày tiếp theo. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu mình đề ra. Thì khi đó thì ngày hôm sau, nên là Long nói là cái ngày chạy ít nhất là 30 cây. Thì sau khi nghỉ buổi sáng, thì thực sự là trong buổi tối đó, sau khi post bài Facebook là thông báo lịch trình chạy ngày hôm sau, thì sau khi post Facebook xong khoảng chừng 5-10 phút thì mình cảm thấy là mình post bị hớ. Thì vì cơ thể mình đã hồi phục lại. Nhưng mà nghĩ là thôi, thì mình đã thông báo rồi, thì thôi mình cũng là cái dịp để mình nghỉ ngơi. Thì chiều hôm sau thì Long đã chạy 30 cây. Và sau đó bắt đầu khi nắm được cái thời tiết nó thay đổi phức tạp và nó khó lường và nó khắc nghiệt hơn, thì Long đã lên một cái kế hoạch thay đổi. Kế hoạch về xuất phát số km cho từng ngày. Và để đó mà mình có thể mà tối ưu nhất có thể để mà hoàn thành. Thì giờ khi mà cơ thể đủ vượt qua những áp lực về những về tâm lý, thì Long cũng đã có cho mình một cái chiến thuật để mà hướng đến mục tiêu đề ra. Và khi đã có một cái chiến lược và thấy mục tiêu nó đã còn cơ hội, thực sự mà nói là còn cơ hội để mình về tới Dinh Độc Lập vào đúng ngày 30 tháng 4, cảm thấy rất là vui. Nhưng sau khi mà nhìn thấy cái mà trung bình một ngày của mình á, nó chưa thực sự là tối ưu nhất. Nó đã thấy là tối ưu, nhưng nó chưa phải là tối ưu để mình hoàn thành một cách tốt hơn nữa. Thì Lâm đã có sự điều chỉnh lại về số km, thời gian xuất phát, thời gian nghỉ, ăn uống ngủ nghỉ và cơ hội về với Dinh Độc Lập 30 tháng 4 nó sáng cảm hơn và mình cảm thấy tinh thần và động lực mình tốt hơn. Vậy thì cái kế hoạch về ăn uống này, thời gian chạy, em có thể chia sẻ cho mọi người là ăn uống, dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi, thời gian chạy của em như thế nào trong một cái ngày bình thường mà em cảm thấy đã là tối ưu mà em đã điều chỉnh đấy. Thì mỗi buổi sáng dậy là thì Lâm dậy từ 3:30. 3:30 dậy. Xong rồi là ăn sáng của Lâm rất là đơn giản, là uống một hộp sữa, một hũ yến, ăn một chùm nho. Một chùm nho. Hoặc là một quả cam. Okay. Hay quả quýt gì đó. Okay. Rồi sau đó là 4:15, 4:20 Lâm xuất phát. Đến 8:00 ăn sáng. Đến 9:00. Ăn sáng ăn cái gì? Chỉ ăn bún bò với phở bò. Okay. Nhưng mà Lâm vẫn ưu tiên là bún bò hơn. Okay. Tại vì nó giúp cho mình nhanh tiêu hóa hơn. Okay. Thì đến 9:00 Lâm sẽ xuất phát. Đến 11:30. Sau đó là nghỉ ăn trưa. Rồi 2:00 xuất phát. Đến 5:30. Có thể sớm hơn một tí xíu, nhưng mà mình vẫn đặt ra thời gian cho mình rồi nghỉ ngơi, ăn tối. Thì Lâm vẫn ăn cơm bình thường giống như những người lao động. Tại vì trên hành trình xuyên Việt mình sẽ chạy đến chỗ nào dừng là mình ăn ở đó. Chứ mình không có phải chuẩn bị, tại vì có những chỗ nơi á, muốn ăn ngon á, thì nó lại cách ở đó quá xa, không có thời gian mình di chuyển và hồi phục, nên chọn cách là ăn đơn giản nhất mà mình cảm thấy có nạp vào cơ thể được. Tốt quá. Thì mọi ngày gần như là giống như mọi ngày. Như vậy là phải rất là bền bỉ đấy. Và bản thân cũng phải nghiêm khắc cho mình nữa. Như vậy có thể nói là cái hành trình của Long nó là một cái hành trình nó phải theo rất là kỷ luật. Và nó trải qua rất là nhiều những cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Và nhiều lúc, có lúc nào mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc không? Bỏ nó, mình muốn chạy hôm sau, mình cảm lạnh các thứ, mình cũng muốn lắm. Nói thật thì tôi cũng muốn bỏ. Thật sự luôn là trong đầu là không có ý định bỏ. Nhưng trong đầu nó sẽ hiện lên cho mình một cái như ngày cũng được, mình sẽ hoàn thành được rồi. Mới gì phải cố. Nhưng mà trong đầu sẽ xuất hiện lên cố gắng làm tốt nhất có thể. Có thể là 21 ngày cũng được, nhưng hãy cố gắng làm tốt nhất có thể của mình được. Cái thông điệp rất hay. Hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Không có
suy nghĩ là mình dừng lại. Mãi 31 ngày, 21 ngày cũng được, nhưng mình phải làm tốt cho 21 ngày. Và từ đó mình có một cái tinh thần, tất nhiên mình nên nảy lòng nói là phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc với bản thân mình là mình phải đủ tập trung, đủ tỉnh táo, và không lệ thuộc vào nước. Có thể là khi mình chạy với cái nắng nóng 42 độ, nhưng 42 độ đó là cái đo nhiệt, chứ chưa kể là cái nhiệt từ mặt đường lên nữa, thì nó rất kinh khủng hơn nữa. Anh biết, đã trải qua. Thì bản thân mình cứ thấy nắng mà mình nạp nước vào á, mình sẽ bị đánh gục. Cho nên nhiều lúc mấy bạn chạy đồng hành cùng với Long á, thì hai cây hoặc hơn cây uống nước, ngồi lấy nước đưa cho Long mà Long không nhận. Dù là còn 200 mét nữa là đến cái điểm mình theo cái lộ trình là mình cứ đó là mình uống nước, nhưng còn 200 mét nữa vẫn không uống. Tại khi nào đúng 200 mét mình uống? Đúng đủ. Cái kế hoạch nằm trong kế hoạch mình khi nào uống nước, khi nào mình đi bộ nghỉ ngơi như thế nào, đúng theo lộ trình để cơ thể mình nó tuyệt vời, đúng theo cái thích nghi đó, và nó không bị cám dỗ. Cám dỗ về cứ càng uống thì cơ thể mình nó cứ đòi hỏi. Nên phải, rồi đến giờ đó mình phải biết chắc chắn mình ăn không được rồi. Nhưng phải giống như là mình thật sự mà nói lúc đó ăn cơm mấy ngon gì đâu, mệt. Nên là luôn coi như là mình đang nhai rơm và cứ nhồi, chạy cực khổ, ăn là một cực hình. Đúng là phải rất là nỗ lực thì mới có thể thực hiện một cái chương trình, một cái hành trình để đời như vậy. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà trao đổi về những khó khăn, những cái thử thách của Long gặp phải trong cái quá trình chạy xuyên Việt thì có lẽ là phải ngồi cả ngày, có khi cũng không hết. Cho nên là chỉ tóm gọn cái tinh thần và để cho mọi người hiểu rằng là tất nhiên là ai cũng nghe 1.800 cây chạy 20 ngày nó là một cái gì đó phi thường, bởi vì các bạn biết là giải ultra marathon, tức là chạy gọi là vượt quá marathon, người ta cũng chỉ chạy 100 cây một ngày. Thì Long chạy gọi là gần 20 cái ultra marathon liên tiếp, mà trong chạy bộ gọi là back to back, nó là siêu sức bền. Nên là tôi thì tôi nhìn thấy là khi mà Long làm được như vậy, và tôi có theo dõi cái hành trình của Long trong suốt 20 ngày đó một cách cá nhân trong thông qua Facebook, rồi thông qua các bạn bè có đăng tải, thì tôi thấy là cái tinh thần của cái hành động đó nó lan tỏa cho không chỉ đối với cộng đồng chạy bộ, mà lan tỏa đến tất cả những cái người mong muốn cải thiện sức khỏe, đầu tư kinh doanh hay là học tập thì đều muốn là bền bỉ hơn. Vậy thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay Thái Phạm mời Nguyễn Văn Long đến với lại chương trình của kênh Thái Phạm, để có thể lan tỏa cái tinh thần về thể dục thể thao tốt hơn mỗi ngày. Thì Long có nhận xét như thế nào về cái phong trào chạy bộ hiện nay của Việt Nam mình, và cái thông điệp mà Long muốn truyền tải cho những người phong trào chạy bộ ở Việt Nam hiện tại là cái gì, thông qua những cái kinh nghiệm của em trong vòng 20 năm qua và những cái hành trình gian khó em đã trải qua? Thì Long là người đầu tiên đến, một vận viên chuyên nghiệp đến với phong trào, nên Long rất rõ sự phát triển. Thì cuối 2013 thì ở Việt Nam mình chỉ mới có duy nhất một câu lạc bộ chạy bộ nằm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cho đến bây giờ thì mọi người thấy rằng là các phường cũng có câu lạc bộ, công ty cũng có câu lạc bộ, tỉnh nào cũng có câu lạc bộ. Thì đó là sự minh chứng cho sự phát triển. Và minh chứng cho sự phát triển đó là thông qua các giải được tổ chức ở nhiều địa phương hơn. Một địa phương có thể tổ chức rất nhiều giải trong một năm. Đó là minh chứng cho sự phát triển. Thì đó cũng là cái động lực để mà thay đổi cái tư duy cho mọi người sống một cái cách nó sống tốt hơn, sống tích cực hơn và có ý nghĩa hơn. Thì đối với chạy bộ á, thì nó sẽ tạo cho mình một mục tiêu ai cũng mong muốn đến, đó là sống vui, sống khỏe, có ích, và tạo sự gắn kết giữa mọi người đến với nhau hơn, giữa các doanh nghiệp đối với nhau hơn, giữa các địa phương đối với nhau. Thì đến với 20 năm chạy bộ và 2 lần hành trình xuyên Việt, thì thực sự mà nói rằng
khi thực hiện hành trình xuyên Việt đó, Long cũng muốn tạo một cái động lực nào đó cho các bạn trẻ, các bạn đến với chạy bộ, tự tin đến với chạy bộ. Ừ. Không phải là tạo động lực là mấy bạn phải chạy xuyên Việt giống như Long, hoặc là chạy nhanh như Long, hoặc là chạy bền bỉ như Long. Ừ. Nhưng ít nhất tạo động lực cho các bạn rằng là hãy xỏ giày, bước ra khỏi nhà, dành 30 phút đi bộ. Đó là sự thay đổi cho bản thân. Từ đó mình tạo động lực cho bản thân mình có những mục tiêu tốt hơn, và cho những người thân, bạn mình, đồng nghiệp mình cũng thay đổi một cách tích cực hơn, cũng đến với chạy bộ hoặc là bất cứ một môn thể thao nào mà mình cảm thấy nó phù hợp với bản thân. Và cũng nói chung là để mình thay đổi. Vì mọi người hay nói rằng là cự ly marathon. Thành ra cự ly marathon đó là một cái tôn vinh của một người chiến binh. Giờ chúng ta không cần phải chạy được marathon mới mình được tôn vinh. Tại vì marathon mà dễ nhẽ thì ai cũng chạy được rồi. Thì hãy đặt mình là một chiến binh, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, dành 30 phút, bước ra khỏi nhà, đi bộ. Bạn là một chiến binh rồi. Tuyệt vời. Chứ chưa cần phải nói là tôi chạy bao nhiêu cây, tôi chạy tốc độ bao nhiêu, tôi đạt giải đứng bục như thế nào. Hãy biến từ những cái đơn giản nhất. Thông điệp rất là hay. Bởi vì cái điều đó nó sẽ khiến cho tất cả mọi người sẽ thấy rằng là chạy bộ, đi bộ hay marathon nó là một cái rất là thưởng thức. Các bạn biết là chạy bộ mang lại lợi ích rất lớn cho bản thân, sức khỏe của các bạn, với cái sự điều độ hài hòa cũng như phù hợp với lại thể trạng và hoàn cảnh của từng người. Nó sẽ bơm dopamine lên não cho mình, nó sẽ khiến cho mình có thêm cái sự tỉnh táo khi làm việc và sự bền bỉ trong công việc. Dù bạn là nhân viên văn phòng, dù bạn là học sinh, sinh viên, dù bạn làm nhà đầu tư giống tôi hay là một người kinh doanh gặp rất nhiều áp lực, thì hãy dành thời gian để cho cơ thể có thể đào thải những cái chất thừa trong cơ thể, đặc biệt là những cái quá trình mình nạp hiện nay cái tình trạng béo phì rất lớn và có thể gây ra những hệ quả rất xấu về sức khỏe trong gọi là tương lai khi mình về già. Thì tôi nghĩ rằng ở cái độ tuổi như tôi là khoảng, Long năm nay 38, tôi năm nay là 42, thì tôi mong muốn là thông qua cái việc mà tạo ra một cái câu lạc bộ 1% Club Việt Nam, rồi cộng đồng Happy Life, hay là thông qua những cái thí dụ của Long là một người rất là truyền cảm hứng trong cái câu chuyện về chạy bộ trong cộng đồng chạy bộ chuyên nghiệp cũng như là phong trào, thì có thể mang lại cho những khán giả của kênh Thái Phạm, những người theo dõi kênh, có thể lan tỏa cái tinh thần chạy bộ. Và chúng ta thấy rằng là khi một quốc gia phát triển về kinh tế thì sẽ có nhiều vận động viên thể thao đỉnh cao hơn, không những đối với chạy bộ mà tất cả các môn khác. Chỉ nói một cái điều đơn giản thế này, đó là tại Việt Nam hiện nay thì chúng ta chính thức mới có khoảng 5 vận động viên phong trào đạt cái thành tích là chạy 6 giải major, về tức là 6 giải chạy bộ chính toàn thế giới. Và Thái Lan đó, thì họ đã có 91 người rồi. Thì nó thể hiện một cái điều là nếu như chúng ta phát triển về mặt kinh tế thì cái sự phát triển về mặt thể thao, phong trào cũng sẽ phát triển tương xứng như vậy. Và chúng ta tập thể dục thể thao nhằm mục đích nâng cao sức khỏe của bản thân. Và đó là những lúc mà chúng ta cần những cái con người như Nguyễn Văn Long để có thể truyền cho chúng ta thêm cái cảm hứng, thêm quyết tâm, và đã đưa ra một cái con đường, cái lộ trình phía trước. Và những cái chương trình mà Long làm thì đã tạo cái niềm yêu thích của cộng đồng và đặc biệt sự cảm phục rất lớn từ phía bản thân tôi, Thái Phạm cũng như cộng đồng Happy Life. Và thay mặt cho công ty, khi mà trao đổi và trò chuyện này thì các anh em mình có thể ngồi đến hết cả ngày, nhưng mà trong nội dung của một cái buổi trao đổi tôi nghĩ là khoảng 30 phút, 35 phút cho đến 40 phút, thì tôi mong muốn là tóm gọn lại như vậy và mong muốn là truyền tải một cái thông điệp là em cứ làm đi, làm những cái gì mà em làm và cái tinh thần em lan tỏa thì xã hội, nhà tài trợ hay là những người bạn sẽ cần đến em huấn luyện cho những cái hành trình họ chinh phục marathon của họ, họ sẽ đến ủng hộ em. Thì thay mặt cho công ty Happy Life và thay mặt cho cộng đồng Happy Life câu lạc bộ 1%, xin ủng hộ cái quỹ áo ấm trẻ em nghèo Gia Lai trị giá 10 triệu đồng tiền mặt nhá, để dành tặng cho cái quỹ của Nguyễn Văn Long. Hy vọng rằng là Gia Lai sẽ tiếp tục là cái nôi về chạy bộ của Việt Nam, bởi vì ở đấy rất là nhiều điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp,
và giúp các em có thêm cái hy vọng. Và đồng thời thì tôi cũng muốn tặng cái này có thể là Long không cần, nhưng mà nó là Long là biểu tượng về siêu sức bền. Đấy, nó là tặng một cái kỷ niệm chương, một cái cuốn sách về sức bền siêu bí kíp cho Long. Chứ còn Long thì siêu bền rồi. Rồi, anh cảm ơn Long rất nhiều. Long có muốn nói gì với lại cho anh cảm ơn? Thì đầu tiên thì em cảm ơn đây. Anh cũng như là các bạn trong công ty, cũng giống như là trong câu lạc bộ của anh đã dành những cái quan tâm, những tình cảm cũng như sự tin tưởng để mà cho Long vững bước trên đường chạy. Đây không phải là lần đầu tiên Long biết đến anh Thái Phạm. Thực sự là biết anh từ rất lâu rồi, từ 2019 khi anh đến với cây hát marathon đầu tiên. Long là huấn luyện tôi sắp 21 cây thì, và sắp 4. Để được ngày hôm nay thì tất nhiên rằng cũng là một cái động lực để mà Long hướng đến chạy bộ và cái công việc của mình và những cái chương trình của mình. Thì Long còn cảm ơn anh Thái Phạm cũng như công ty cũng như các bạn đã ủng hộ cho chương trình Quỹ Áo Ấm cho em, để giúp cho những trẻ em nghèo mồ côi bệnh tật có một cái hy vọng và một tương lai, và ít nhất rằng các em cảm thấy rằng là mình còn có được sự quan tâm. Các bạn ạ, tôi sẽ để lại cái link của cái link và cái thông tin của cái quỹ áo ấm cho em ở phía dưới của video này. Thực ra thì tôi sẽ không có quyền yêu cầu hay là kêu gọi mọi người ủng hộ, nhưng nếu như quý vị xem video, các quý vị có thể cảm thấy cái tinh thần mà Long truyền tải, các anh chị yêu thích thể thao, mong muốn hỗ trợ cho các em, thì các anh chị có thể chuyển khoản vào cái quỹ áo ấm cho em để ủng hộ trẻ em nghèo ở Gia Lai và thể hiện cái tinh thần đó. Mong mỗi người chỉ cần bớt một chút, khoảng 100.000 hoặc là một ly cà phê thôi cũng được. Chúng ta không có giới hạn, và cái chương trình này hoàn toàn nhằm mục đích là giúp cho cái tinh thần thể thao và cái tinh thần cao thượng của thể thao nó lan tỏa, nó tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, trong đó có bạn. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe video chia sẻ của Thái Phạm, và cảm ơn Nguyễn Văn Long, một dị nhân của làng chạy bộ, tôi thích gọi như vậy. Và cảm ơn em, chúc em tiếp tục có cái ý chí, tiếp tục duy trì bền bỉ cái ý chí và tiếp tục truyền cảm hứng hơn nữa cho nhiều người chạy bộ và thì, phong trào và chuyên nghiệp ở Việt Nam. Thì cũng cảm ơn anh đã tạo cơ hội để em có thể đến cái chương trình của anh, để hy vọng rằng qua chương trình mọi người xem cũng sẽ có một cái động lực và có mục tiêu cho mình để mà thay đổi bản thân, đặc biệt là đến với chạy bộ. Hãy theo dõi Nguyễn Văn Long trên Facebook cá nhân của Nguyễn Văn Long nhé, tôi để link ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.